Đâu rồi? Đâu à? Gì chị? Quay video đi, chỉnh tóc tay thì chị xong rồi nè. Em đang chỉnh tóc để quay nè, alo. Em ơi, em có thể chỉnh cái tóc nào mà nhìn nó đẹp trai, nhìn nó phong độ, nhìn nó hào nhoáng một tí được không? Cái tóc này nhìn như mấy thằng quậy á. Tóc đen mấy thằng quậy, trời ơi, chị không biết. Hai mái là tóc đen trường hồi xưa, gọi là hóc tóc của học sinh gương. Tóc đen trường ngày xưa như thế này, ừ thì như thế này, nhưng mà nó không có một chỏm trên đầu đâu em. Không chị, một chỏm trên đầu này là để cho người ta biết mình là tóc dài. Ôi nhưng mà đẹp tựa tóc tai qua bên đi. Hôm nay chị biết em rủ chị vô đây quay cái gì không? Chị không biết, nhưng mà em bảo chị đi make up thì xinh thôi. Ok thì ngày hôm nay các bạn ạ, à quên nữa, hello và xin chào anh em nhìn sau bên tập trình quen. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Shadow, với channel là tôi sau đây. Ok anh em ạ, và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một video reaction mới trên kênh của mình. Nhưng mà không phải reaction của tôi, mà là reaction của Camui. Anh em như anh em biết là gần đây tôi có ra một bài nhạc mới, một bản rap mới có tên là bài Miệng Đời Mà. Và tôi đã khoe rất là nhiều với anh em ở trong Hero Team, đó là mình có ra bản rap mới á. Hôm nay tôi rất là bất ngờ luôn anh em ạ. Tôi hỏi bà Camui, bà nghe chưa, bà kêu bà chưa. Mặc dù là tôi gọi là đã có tốn công đi BG, anh em hiểu không? Ngày nào tôi cũng lên, anh em ơi nghiện bài Miệng Đời quá, nghiện bài Miệng Đời quá. Cái bà Camui ngay bắt tái cho đường câu, chưa nghe. Buồn thì lắm đâu luôn. Ai bảo chưa nghe, nói điêu nha. Camui có nghe, Camui có nghe Miệng Đời Mà, miệng đời mà đó. Có really nghe nha. Bạn em mới đang demo à? Ok, bởi vì Camui chưa nghe bài này nên là ngày hôm nay mình sẽ thử, gọi là hôm nay chắc là nó sẽ là một cái tập hơi đặc biệt một tí, tại vì mình tự reaction cái bản nhạc của mình, nhưng mà là do Camui reaction nha anh em. Ok anh em ạ. Và cái bài Miệng Đời này á thì hiện tại là nó cũng rồi nó có độ cũng ok anh em ạ, thì để mình bật mí cho anh em một cái bí mật nó hơi gọi là riêng tư một chút, anh em biết gì không? Đó là cái ông mà mix nhạc cho tôi á, chắc anh em biết bạn nào mix nhạc cho tôi mới, đó chính là WeTBeat và tôi là người rap. Xong rồi ổng mix nhạc cho tôi xong ổng kêu tôi là anh ơi em tự mix nhạc chăm, xong giờ em ghiền cái bài đó luôn rồi. Xạo chó, xạo chó. Em tự mix nhạc tự nghiền luôn á má. À, em cũng vậy luôn chị, tự nhiên cái em giờ em nghe lại mà nó hay lắm ba, cái giai điệu hay vãi chuối luôn á. Hey. Bây giờ Camui có muốn nghe thử không? Miệng đời mà. Ok nghe rồi mà. Nghe rồi cứ bảo không nghe. Bà mới nghe bản demo mà bà coi như bà nghe hết bài, anh em thấy không? Trên cuộc đời này có hai loại người, một loại người là nghe nhạc mãi không thuộc, và một loại người đó là nghe bản demo nhưng ngỡ mình thuộc cả bài. Đấy. Ok, Camui đã chuẩn bị chưa? Dạ. Rồi nha. À, nhưng mà sao đem lùi vậy? Từ từ ba, đây là bây giờ em bật play nè. Bây giờ nha, im lặng nghe hết bài. Nghe hết bài xong rồi hãy bình luận nha. Nha, tôn trọng khán giả nha chị. Vô nè. Muốn dừng được không? Muốn dừng được không? Không. Không. Vô á. Thì thôi, làm gì mà căng. Vô nè. Vô. Trời ơi, đẹp trai quá anh ơi. Đợi. Tại pháo đã lên nòng tao bấm vào não mấy thằng cùng mong, cuộc sống tao không có mấy thằng lòng vòng, không thích giao du của mấy thằng cùng vọng. Tao mất chức làm sao mày biết, trong khi chân tao nó nằm trong tim. Cứ đi tìm là bảo tao ảo, bảo tao ngu mùi lên mà tao không tiếng. Miệng đời cứ mà mầm là không tiền không thắng, mà hễ có tiền là bảo thằng này nói thăm tiền nông lắm lắm, mà cứ bảo tao chơi không đẹp, đối với anh em rất hay đôi lập. Tại mày biết mấy thứ về tao, chiều cao cân nặng hay là cả lối sống. Nên tao nói cho tụi mày nghe, tao chỉ sẽ chia những điều tao biết. Không như bọn mày một lũ sức trẻ chỉ biết lên mày làm kiếp hào kiệt. Thằng này vẫn hay cào phím, tự cho mình là người thanh cao. Thanh cao không cho mày tiền chứ sau gì cũng thành người xanh sao. Còn bọn nhóc tự cho mình đúng luôn, muốn lập hội lập đại diệt đét. Tự cho mình cái danh người hùng, tự xưng là kẻ trừ gian diệt ác. Mày anh hùng với mày là gì, là những miệng đời luôn dìm kẻ khác. Cái dẹp mày đi, cuộc đời mày khác tao cũng phiền tệ nhẹ. Gì vậy? Cái đoạn rõ, cái đoạn nhạc này nghe rất là êm, rất là
kiểu hợp tại bất ai luôn á. Mình cứ kệ mẹ bọn nó mà sống thôi, dù làm chuyện gì thì bọn nó cũng không coi đó là không tội. Không vội cứ cãi thiên hạ hay làm những điều mày cho là không lỗi, nông nổi làm gì thêm phiền, làm mất thời gian bản thân là hỏng rồi. Đời mà có thể giết chết cho một nhân tài, dù mày là ai vẫn không ngoại lệ, miệng đời vẫn sẽ có cột chân mày. Đừng quan tâm làm mẹ gì, hãy cứ sống cho bản thân mày đi, vì miệng đời luôn muốn thấy mày thất bại và luôn muốn chặt đôi chân mày đi. Để tao nói cho tụi mày nghe những điều tao làm nó không thất đức, và những cơm mình áo tao mang là nhờ thành quả lao động cực lực. Tụi mày miệng đời kể lời bọn mày, dù cho lời đó dèm pha đến mấy, hờ cái con trời và mẹ thiên nhiên xin hãy dừng lời dèm pha đến ngay. Còn bọn nhóc tự cho mình đúng luôn muốn lập hội lập đàn diệt khác, tự cho mình cái danh người hùng, tự xưng là kẻ trừ gian gì khác. Mày anh hùng với mày là gì, là những miệng đời luôn tìm cái khác. Thế dẹp mẹ đi, cuộc đời mày các tao cũng xin thế nhé. Chính là cái đoạn thế giật mẹ đi của đời này, mày khắc gì của cái gì, cái gì của cô hiền tay nhạc, cô hiền tay nhạc. Con đâu có cái gì đó mà kiểu gắt được rồi, hơi gắt được, gắt là được không? Đứng dưới gốc cây nhìn nhau trên cành. Này câu chuyện về con cáo. Nho nó đành tặc lưỡi, đằng nhau còn xanh. Chẳng mấy ai thấy được bầu trời là nơi con cáo đang đặt ước ao. Nó muốn được bay khỏi vùng lầy, bay khỏi cái hố đầy ắp nước ao. Và thế đây, bản thân tao chính là con cáo đó. Lý tưởng tao to đến mấy, miền đời vẫn bảo tao là con cáo nhỏ. Đánh giá tao có thứ trước mắt mà không tìm hiểu thứ nằm đằng sau, nên miền đời luôn cầm đằng đuôi, còn tao là kẻ luôn nắm đằng đầu. Để tao nói cho tụi mày nghe, đam mê của tao nó nằm trong tim. Tao bất biến như đời vạn biến và luôn giữ ý niệm trong tâm. Không mất một cái việc được biết, để đời thiên hạ vẫn hay bàn tán. Và không như một lũ sức trẻ chỉ biết hưởng thụ thắng ngày an nhàn. Còn nhóc tự cho mình đúng luôn muốn lập hội lập đàn diệt khác, tự cho mình cái danh người hùng, tự xưng là kẻ trừ gian gì khác. Mày anh hùng với mày là gì, là những miền đời luôn tìm cái khác. Thế giật mẹ đi, cuộc đời mày khác tao cũng phiền tay nhạc. Cái đầu chỉ nghe là đầu này nè, đầu demo đó. Cái ví dụ lời của Siro khoảng 7 điểm thì cái nhạc nó sẽ là 10 điểm. Cái nhạc của nó bù cho cái một phần gì đó, cái bài này rất là nhiều luôn á. Kiểu khi mà thế nào ta? Bạn nào mà không nghe được rap hoặc là Siro rap nhanh quá ấy, thì các bạn có thể phiêu theo nhạc kiểu các người thế á. Ơi nhưng mà tôi để ý nha, cái bài này tôi rap chậm hơn nhất trong tất cả những bài tôi rap rồi, mà sao anh em vẫn lên bảo tôi rap nhanh ta? Nhanh bài mà vẫn còn chậm nữa. Không, em cảm nhận là cái bài chậm nhất trong tất cả những bài em rap rồi mà. Em có biết rap chậm là như thế nào không? Là như này nè. Không, cái này là vẫn là nhanh rồi. Rap chậm là miệng đời 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Còn em là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ôi, nhưng mà cái bài này nó đã tới tới cái trình độ flash flow đâu. Nhưng mà nó vẫn là nhanh so với người bình thường, em bảo không? Nhưng mà trong thời gian đó thì tôi xin phép tôi đi nhặt sạn Siro. Ai làm điều khiển của chị là em tôi được cả đoạn đầm tầm khoảng 30 giây, 15 giây gì đấy. 15 giây. 15 giây, 15 giây. Đó tầm đấy. Ok. Đây đúng không? Ok. Nó ngay đoạn đầu luôn. Ok, bắt đầu play đi. Này, chuẩn bị vô nhạc này, chúng ta sẽ nghe được cái gì đó rất là hức khấu mà. Đã lên nồng tông cũng còn nóng, mấy thằng cùng không cuộc sống tộc không mấy thằng lòng vòng không thích giao du. Ngay câu sau nè. Mất chức làm sao mày biết trong khi chúng tao nó nằm trong tim. Cứ đi tìm là bảo tao ảo bảo tao ngu mùi lên mà thằng không tiếng. Miệng đời. Nghe gì vậy? Có gì? Có gì? Tao ảo bảo tao ngu mùi lên mà thằng không tiếng. Chị kêu không biết mọi người nghe sao chứ ngu mùi mà mình cứ nghe là sao? Hả? Chữ gì? Cái chữ gì, cái từ chữ ngu muội á, gọi là báo tao ngu muội mà thằng không tiếng. Chị cứ nghe nó thành cái từ gì á, chị không biết. Báo tao ngu muội mà thằng không tiếng. Từ cứ đi tìm gọi là báo tao ảo báo tao ngu muội mà thằng không tiếng. Các bạn nghe ra chữ gì các bạn? Mình ủa em đang nghe chữ ngu muội mà. Có chị không biết, các bạn có nghe là như từ cái từ gì, nhưng mà ca mùi là ca mùi không nghe từ muội đâu nha. Ảo báo tao ngu muội mà thằng không tiếng. Miệng đờ tao ngu muội mà muội á. Từ để mày kể lại coi. Là cái dấu nặng của em bị đẩy thành dấu huyền đấy. Mày cái kiểu gì ấy? Đâu đây. Không phải tại
tại chị nha, cái này không phải tại chị là do em nha. Cái này là giọng em rap là do em rap nha, không phải tại chị nha. Chị là chị, mình là chỉ là một người bắt hạt sạn thôi các bạn ạ, các bạn thông cảm. No. No. Không phải các bạn ạ, các bạn biết tại sao, các bạn phải thông cảm cho tôi. Các bạn biết sao không? Cái bài này á là ban đầu là tôi định là tôi viết là tầm khoảng 4 tháng trước rồi. 4 tháng trước cái bản demo mà bạn nào mà nghe á thì các bạn sẽ nghe cái chữ muội nó rất là rõ và rành mạch rõ ràng luôn. Nhưng mà do cái này là tôi phải đáp lại, tôi phải ghi âm lại anh em hiểu không? Và tôi phải gửi cho Dictor vội, tôi gửi cho cái ông mix nhạc vội. Và nói thật với anh em là cái bài này mình viết nó cũng khá là lâu. Tại vì nếu mà chị có mua để thì trong nguyên cái bài này đa phần toàn là vần 3 không à. Thì đó là cái hình ảnh ứng dụng mà tôi đưa vào trong cái bài rap này. Nhưng mà tôi sợ mấy ông không hiểu, hiểu không? Đó là tôi diễn dài vậy bài ra cho mấy ông hiểu. Và cô mưa còn bắt bẻ nữa thôi, cái bài sao ông nào mà nghe không hiểu thì chịu nha. Thật ra cái bài này chị nghe kêu là diễn giải đầy đủ đúng không? Nhưng mà có rất nhiều bạn nghe vào mấy bạn kêu không hiểu. Em không hiểu. Có rất nhiều bạn kêu, nghe vào kêu không hiểu. Nên là chúng ta có reaction ngày hôm nay. Ủa, gì kia vậy? Nhưng mà lần này được cái là phải khen Ro, không như bài Bình Yên. Bài Bình Yên nó cứ bụp chiếu. Bài Bình Yên nó nghe đúng không? Bài Bình Yên nó nghe đúng không? Cái bài này thì nó kiểu di chuyển lên xuống này, nhẹ nhàng này, trái phải rất là nhẹ nhàng. Còn như cái bài Bình Yên thì bụp. nghe nhìn video mà lát cả mắt. Nhưng mà ngoài ra chị vẫn còn một cái sạn nữa ở trong video của em. Hay gì? Sạn có, bây giờ em cứ mở tiếp đi. Đây. Chính là con cáo đó, đi tao to đến mấy miền đời vẫn bảo tao là con cáo nhỏ. Đánh giá tao có thứ trước mắt mà không tìm hiểu thứ nằm đằng sau, nên miền đời luôn cầm đằng đuôi, còn tao là kẻ luôn nắm đằng đầu. Để tao nói cho tụi mày nghe, đam mê của tao nó nằm trong tim. Tao bất biến như đời vạn biến và luôn giữ ý niệm trong tâm. Không hơn thua cái việc được mất, để lời thiên hạ vẫn hay bằng cái. Đây. À, gì? Đâu rồi, không hơn thua cái việc được mất, kệ lời thiên hạ vẫn hay bàn tán. Kệ đi hả? Đây là thứ kệ hả? Người ta gọi là viết nhanh nó sai, chị hiểu không? Trời ơi, không có viết nhanh, viết đồng gì hết á. Đây là một cái video lyric, em hiểu không? Đó là video lyric á. Cái gì đây? Sao không có chữ lyric ở đây? Nhưng mà nói chung là nó là lyric ở đây. Đó, thì em phải viết đúng chính tả cho cái lời đấy chứ. Cái ví dụ như này, kẹt lời thiên hạ đó, các bạn làm sao đọc hiểu được? Ok, thôi nói chung là... nói chung là bỏ qua cái việc chính tả đi, nó không sao chính tả nữa giờ. Dạ, bây giờ không bỏ được. Bây giờ em hỏi chị một câu nè, sau hai bài Bình Yên với lại bài Biển Đời rồi, chị có đúc kết ra được cái gì thông qua hai cái bài này muốn gửi gắm không? Đó chính là Siro rất thích con cáo. Đúng mà, cả hai cái đều có con cáo mà. À không chị, thật ra con cáo là em chỉ thấy hình ảnh ứng dụng nó hay quá nè, em đưa thôi. Ok, dành cho cô vui, nhìn mặt bà là biết bà không biết rồi. Ở nhà ăn, ngủ, ghiếc rồi chương tay ra đâu hiểu gì đâu. Bài Miệng Đời và bài Bình Yên này em viết ra là để dành tặng tất cả những anh em trong Hero Team và đối với tất cả những người đang đồng hành cùng mình. Ủa có hả? Bình Yên là gì? Bình Yên. Khoan, rõ ràng lúc nãy em vừa bảo Miệng Đời là em viết tặng anti-fan mà. Đúng rồi, nhưng mà chị nghe em nói là Bình Yên là gì? Bình Yên tức là em không quan trọng tiền tài vật chất, hiểu không? Có anh em là được đó. Còn Miệng Đời là gì? Miệng Đời là kệ anh Ti, kệ tụi nó. Trong tất cả những cái lyric của bài Miệng Đời này đều nói đến là kệ mẹ tụi mày, hiểu không? Mày chửi gì tao không quan tâm, anh em đâu có là được đó. Đây là hai cái bài hát mà mình dành tặng cho tất cả các anh em trong Hero Team, cũng đồng thời là các bạn fan của mình. Mặc dù là các bạn nghe vô thì các bạn không hiểu gì đâu, tôi diễn giải các bạn mới hiểu, nhưng mà thôi kệ đi ha. Rồi ok. Khổ không vui. Ok. Và what? Video này cũng đã kết thúc rồi. Và tôi cũng không nói với Camui là nãy giờ tôi đặt lệch cam của Camui đâu. Nhưng mà không sao anh em, mà miễn sao các bạn vẫn thấy Camui là được rồi. Và video này cũng đã kết thúc rồi. Nếu mà thấy video này đừng quên đây là một like, một share, một subscribe, một comment cho kênh YouTube của Sinh Đông Sinh. Và ấn mấy trình báo kênh mình đăng ký thì báo một trình đồng mấy ngày mày ơi. Chứ rồi sớm được 2 trình báo nha mấy ơi. Và bây giờ tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong cái tiếp. Cam chị lệch rồi, các bạn không thấy đâu. Bye bye. Ủa lệch sao anh lâu? Chứ có con tôi reaction để làm gì? Anh đang ghét reaction với con tôi chứ.